Cho nó thực tế một xíu, thực tế là cái tay người vào cái tay thẳng. Rồi, ok, ok. Được chưa? Sao tự nhiên cái thang thì thực tế là có cái thang nó bắt lên chứ, tại vì em với cái tháp có bằng nhau đâu. Bây giờ anh làm sao cho người em á mình vị trí đó, cái hai cái chân tháp và vị trí đó mà mình chạm được cái tháp. Rồi, ok. Được chưa? Nhìn nó con queo vậy anh. Thì người vẫn duy cái đó, thang cái tháp vẫn bị cái đó mà cái chóp nó vẫn chạm. Anh cho cái người bị cái đó, cái tháp nó cũng thẳng vậy luôn á. Vâng, chạm được cái tháp nha em. Rồi. Thì anh sửa theo ý em thôi mà. Vâng, sửa cái chân chuẩn xíu cho anh. Rồi. Ủa thì em sao em khó quá à? Cái tháp nó vẫn là thẳng như vậy, người em vẫn vị trí đó mà chạm được cái chóp thì phải cho nó nhỏ lại chứ. Đấy, anh làm sao mà cái người em và cái tháp bằng nhau, nói chung là đừng có nhỏ như vậy, nó vẫn bự. Tháp nó vẫn chạm được. Tháp nó vẫn bự, tháp vẫn bự. Rồi, ok. Khó quá à, chịu quá. Được chưa? Lần này em không được nữa. Ủa anh, người em đâu anh? Đây. Từng người em mấy tí vậy thôi chứ, thôi chịu rồi, anh không làm được mấy tấm này đâu em ơi, chịu á. Yêu cầu của em khó quá mà cái hình đấy căn bản em thấy tên mặt nhưng mà tài khoản em vẫn còn, em bắt cho anh 500. Không phải 500. Cái chuyện không phải là cái chuyện tiền bạc, chỗ anh em thì anh giúp thôi, nhưng mà cái hình nó khó. Số tài khoản của anh nè. Cái hình nó khó quá mà, nó không phải là chuyện cái đâu mà. Rồi, ok, anh làm cho em nó chuẩn xíu, đẹp tí đi anh. Qua đây ta. Qua được rồi. Rồi. Bây giờ chỉnh lại ấy, chạm như thường anh chỉnh cố gắng rồi nha. Qua. Đấy. Chỉnh em cho chuẩn xíu. Dạ. Đấy, đó, ok.